nhằm thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và chung tay của cộng đồng dân cư nhằm đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh mỹ quan đô thị trên địa bàn, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng phường đô thị văn minh. Phường Cẩm Châu sẽ tổ chức cuộc thi Tuyến đường hoa khu nhà vườn đẹp năm 2023. Cuộc thi gồm có hai nội dung: tuyến đường hoa đẹp và hộ gia đình có nhà vườn đẹp. Theo đó, mỗi khối phố chọn một tuyến đường hoa có chiều dài tối thiểu là 200m và 5 khu nhà vườn đẹp, không tính các cơ sở lưu trú, để đăng ký dự thi. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm các tuyến đường hoa, khu nhà, vườn đẹp tham gia hội thi dựa trên quy mô, tính sáng tạo và chất lượng xanh, sạch, đẹp, thường xuyên được dọn dẹp, vệ sinh, đảm bảo môi trường. Hộ dân sống dọc tuyến đường giữ gìn cảnh quan, không lấn chiếm hành lang đường bộ, không có quảng cáo rao vặt trên tường nhà, cột điện, v.v. Dự kiến tháng 10 năm 2023, Phường Cẩm Châu sẽ đánh giá chấm điểm trực tiếp tại tuyến đường đăng ký dự thi của 6 khối phố. Tháng 11 năm 2023, tiến hành chấm thi nội dung thuyết trình và tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi.